Hóa chất được tìm thấy trong xoan và chảo có liên quan đến ung thư gan theo một nghiên cứu mới. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với một nhóm hóa chất được sử dụng trong nhiều loại vật dụng gia đình như là xoan nồi có liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ ung thư. Một nghiên cứu mới kiểm tra mối tương quan giữa ung thư gan và sự hiện diện của các hóa chất này ở người cho thấy những người có mức độ phơi nhiễm cao nhất có khả năng phát triển bệnh cao hơn hàng trăm phần trăm. PFAS là một nhóm lớn gồm 4.700 hóa chất gây ô nhiễm đất và nước ngầm vì các chất bên trong hóa chất phân hủy rất chậm và tích tụ theo thời gian và quá trình này cũng xảy ra trong cơ thể. Hóa chất PFAS được sử dụng trong nhiều sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp, lần đầu tiên được phát hiện trong máu của những người làm việc với các hóa chất này vào những năm 1970. Vào những năm 1990 thì chúng được tìm thấy trong máu của những người không làm việc với hóa chất dẫn đến nhận thức về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn ngày càng gia tăng. Một số nhà sản xuất đã loại bỏ dần việc sử dụng axit perfluorooctanoid gọi tắt là PFOA và axit 1 octane sulfonic gọi tắt là PFAS, nhưng vì chúng phân hủy chậm nên hóa chất PFAS được tìm thấy trong nước uống và nhiều sản phẩm thực phẩm cũng như là trong máu của hơn 98% người lớn Hoa Kỳ. Nghiên cứu được công bố trên JHF Reports này là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa bất kỳ loại hóa chất PFAS nào và ung thư biểu mô gan ở người. Nghiên cứu mới theo dõi các bệnh ung thư liên quan. Nghiên cứu này được thực hiện bởi trường y khoa khác của Đại học South California kết hợp cùng với Đại học Hawaii có tên là nghiên cứu đoàn hệ đa sắc tộc. Dự án này đã theo dõi hơn 200.000 cư dân của Los Angeles và Hawaii để kiểm tra xem họ có phát triển ung thư và hoặc là các bệnh khác hay không. Nhóm các mẫu mô và máu người cho phép nhóm nghiên cứu tìm thấy 50 người tham gia cuối cùng phát triển ung thư gan. Đánh giá các mẫu máu được lấy trước khi chẩn đoán ung thư và so sánh 50 người không bị ung thư trong cùng một nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số loại hóa chất PFAS trong các mẫu máu được lấy trước khi một người tham gia bị ung thư gan. PFAS có liên quan đến ung thư gan hay không? Nhóm 10% phơi nhiễm PFAS nhiều nhất có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 4,5 lần so với những người có mức PFAS trong máu thấp nhất. Bằng chứng rằng, hóa chất PFAS dường như làm thay đổi quá trình bình thường của chuyển hóa glucose, chuyển hóa axit mật và chuyển hóa các axit amin chuỗi nhánh trong gan. Sự gián đoạn các quá trình trao đổi chất bình thường trong gan có thể gây ra nhiều chất béo tích tụ trong gan, một tình trạng được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đã có sự gia tăng đáng kể và không thể giải thích được về căn bệnh này trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Điều này gây lo ngại vì những người mắc bệnh có nguy cơ phát triển ung thư gan cao hơn nhiều. Theo ước tính thì bệnh gan nhiễm mỡ dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 30% tổng số người trưởng thành ở Mỹ vào năm 2030.